Có cái gì mới không anh? Tình hình này mà chưa ra đi được buồn nhỉ? Chưa. Bán mấy thằng, một thằng có đòi gửi. Đi để hai ông mẹ cứ nhường nhàng nhỉ. Ok, còn mẹ okay. Mình cũng chưa gặp những đối tượng đó. Giống này cây thì phải đâu. Đấy. Ông làm con sổ chia tới đi không? Vâng ạ. Rẻ lắm. Thanh niên đấy chơi được, tớ là thấy được chơi. Cháu thì cái gì cháu muốn chơi? Con ở đây cắt miệng. Cắt miệng đây là mang được con này đi à? Giả cực kỳ. Có cái gì thôi là không. Giả kinh luôn. Nhưng một con quê vừa rồi bán rồi gì? Ừ. Được rồi, cứ dần dần. Chờ khách quý cơ mẹ. Bởi tôi bán con 20 triệu. Nói 20 triệu này 20 triệu. 22 vân. Anh ăn điền. Đâu? Giờ để đâu? Bán cho thằng thanh tra chính phủ đi rồi. Mua phát con xe. Một tay nhất thế này này. Mua của vời á? Cây có ra gì? Hai tay một ngòn. Cây này cây nó rụt dịt. Mang rụt dịt. Hay là nó mang của Tân ra? Không. Không phải của Tân. Nó mua cho tôi quay. Bây giờ mày vẫn săn được cái đấy. 20 à? 20. Chắc lãi đồ khoảng đồ... Cơ bảo mua 13 triệu. Đây có đây này. Lắm rồi. Có đây này, nó lục 1 triệu đây này. Chơi hôm nay là chồng đây này. Chơi này này. Chơi cái răng ngão thôi này. Đấy thì cái cổ nó không thôi nhỉ. Nè. Cắt thì bây giờ là hết mẹ lấy hai cái này, lấy cái này. Tao tính như cắt này nhưng mà... Cắt ở trên này thì hơi khó, chỗ này mẹ ấy mẹ. Xì bác ơi. Bán tiệp rồi lâu năm năm thôi. Đã chở cho người đẹp chưa anh? Chưa à? Chưa. Từ hôm thấy cô em nói gì rồi? Chưa. Alo lại. Thế ẻ. Bán đúng rồi. Trước lấy cả vừa rồi lại bảo chợ kiện chở cái cây. Thế hôm trước kiện chở ra đấy. Đây đấy là kiện. Khi nào? Cây phía trước à? Chả biết, chắc mua mấy triệu rồi. Gặp hai ông thỏa thuận với nhau bao nhiêu? Đây à, hiện nay làm con kia gì à? Quấy bệnh cái lòng. Dạ? Quấy bệnh cái lòng rồi đây. Ừ, lòng à? Lòng này lòng gà. Lòng bao tiền cân? Bao tiền cân? Điều phít. Xanh đấy chứ. Xanh. Bao tiền cân lòng này? 2 triệu. Này mà bán cân thì kiếp lắm nhỉ? 2 triệu. Kinh đấy. Giá màn đấy. Hiếm có đấy. Cái đây này. Hiếm có khó tìm đấy. Phi nước đây này. Có nghề có khác. Đúng không? Nhớ. Đấy. Vẽ như nghệ nhân đấy. Được đấy. Ba tay không? Yeah. Đúng bài, chuẩn bài. Đất. Chuẩn bài. Tôi sẽ đi làm cái của đây. Chuẩn bài đấy. Lần này lớn toàn cây đẹp nhỉ. Đây chơi con 5 viên. Dạ. À thế. À hợp lý luôn. Quá hợp lý. Đấy. Có khi lửa hổ đẹp hết nhỉ. Vừa chúng ta chạy xong con 5 viên. Dạ. Anh kêu vào đúng 50 điểm thôi. Đẹp đấy. Nhưng mà không có đất để có đất để sang đây sao này. Ủa. Hôm nay toàn hàng nghệ thuật quá nhỉ. Xin chào nghệ nhân. Đây là cái đại này đúng không? Đại rồi. Không, ý kêu con hôm trước xem đấy đúng không? Đây. Đây, mới thay chậu bác. Giá thị trường là bao nhiêu đây? Giá bao nhiêu? 10 triệu. Con này của ai đấy? Con này mời lấy về chơi. Con lấy của ông anh 1 triệu. Hay nhỉ? Để được cái gì rồi? Đại. Cẩm thị nhỉ? Cẩm thị. Giá màn đi nhỉ?
Cây này là kiểu như thương hiệu của người luôn đấy nhỉ, nhìn rất giống người. Cẩm thị, cây cẩm thị da đen của Hùng Trắng. Lục vừng đúng không? Con trắng. À, to. Con này bao tiền đấy? 10 triệu. 10 triệu. Hoa trắng bền to. À, là. Sao? Thế thôi. À, đây, lại múc con gì đây? Con chật đầu. Không nhắc sang bên kia luôn. Quay phim tí cho vui nào. Đấy, cơ khí đại này thì đại đỏ nhỉ? Đại đỏ. Giống như giống đại đỏ. Giống đại đỏ nhìn búp và biết. Có cắt giật không? Đấy, nhìn này. Đấy. Một, 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 một. Từ đây cơ mà. Thần nước nhắn kín rồi nhỉ? Cắt là kinh điển. Để bóng, bóng rồng, bóng rồng, bóng nước ra quá phê. Đấy. Dạ. Cũng không phải. Tâm phải thấp xuống. Không nói phải trồng thấp rồi chứ nghĩ thằng cắm cái khác rồi thôi. Tâm ý là chữ tâm phải thấp xuống. Cái này phải gập xuống tí nữa. Được, mặt nào vệ cũng được. Đại cái vệ này tốt. Đẹp. Cây đẹp. Úi dồi, cây đẹp. Sạch, sạch sẽ. Cái rêu này là phải mua rồi đúng không? Mua. Mua đã bằng sạch. Sao em đi đi rồi, lâu lắm mới gặp. Đây đang đi hỏi cái này mà. Bán cây à? Bán rồi. Bán đâu? Mua về chơi. Đi đâu đây? Đi rồi, đi chơi. Tất nhiên nó không có nhiều của giá trị nhưng mà không có nhiều giá trị về kinh tế nhưng mà nó cái tinh thần nó tốt, cắm vào đây nó vui. Nhiều. Đấy về chơi à? Nhiều quả hay à? Ngồi uống nước sướng. Hả? À, vừa ngồi uống nước vừa đếm quả sướng. Về thả nước thôi. Để khay ở bàn chơi. Đẹp. Nó đỏ, già già nụ nụ như này là đã quả đây. Ăn ướt đấy. Phê nhỉ? Bán gì để bán gì? Đẹp đấy. Này mang ít đi đấy bác. Để sang bên nào. Số mấy ông anh này cái nào. Các bố cũng quan tâm đến cái nhà cái bếp. Nhưng mà chào bố nào chú mang về kìa. Đây, có cây đẹp nhất thì anh lấy rồi. Ai đấy chứ nhỉ? Cái này về vực, nếu mà không bán thì về vực lại nhìn hay là sáng lên được. Cái này bây giờ giá thị trường là bao nhiêu anh? 4 triệu. Đấy.
quê đúng không? Mấy trăm bạc không được. Mấy trăm.